Thưa quý vị, với sự lan tỏa của tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ngày càng có nhiều bạn trẻ bước vào con đường khởi sự này với tất cả niềm đam mê và nỗ lực nghiêm túc, kết nối các ý tưởng khởi nghiệp để tìm hướng đi cho các dự án tiềm năng. Chính vì thế, ngày càng được các trường đại học quan tâm. Có lẽ không khi nào mà các sân chơi, cuộc thi và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho học sinh sinh viên lại diễn ra sôi nổi và rộng khắp, với đa dạng về quy mô như thời gian gần đây. Điều này cho thấy sức hút của khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong giới trẻ. Thông qua các sân chơi này, bọn em muốn được tiếp tục tham gia các chương trình tiếp theo về khởi nghiệp để được gặp các chuyên gia, để được học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn để sau này chúng em có thể phát triển được tương lai nhiều hơn ạ. Thực tế cho thấy hiện giới trẻ rất mong mỏi được bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp. Đây là một trong những nội dung được chính phủ quan tâm và đã được cụ thể hóa trong chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030. Theo đó, một trong các nhiệm vụ giải pháp của chương trình là tăng cường tập huấn bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, cũng như tăng cường giới thiệu tư vấn kết nối cho thanh niên có ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp tham quan thực tế các nhà máy, các doanh nghiệp điển hình trong từng lĩnh vực ngành nghề. Em muốn các bạn trẻ cũng như bản thân em tham gia các khóa mà đào tạo khởi nghiệp để có thể nhìn rõ hơn về tầm nhìn, cũng như là hiểu được cái cách mà các anh chị trước đã khởi nghiệp như thế nào. Tại các trường đại học hiện nay, định hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường gắn liền với công tác nghiên cứu khoa học, bởi đây được xem là hoạt động trí tuệ hỗ trợ rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm. Các cuộc thi về khởi nghiệp thực chất là sự cụ thể hóa để tiếp thêm năng lượng cho các đề án nghiên cứu khoa học tiềm năng, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng đầu ra đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Chúng ta khởi nghiệp không chỉ là để tạo doanh nghiệp, mà cái chính của các em khi còn đi học là khởi nghiệp là để dấn thân, để mà tạo nên những cái điều mới trước đây chưa từng có. Và hơn hết chính là khởi nghiệp tại vị trí việc làm. Còn trong cái số đó thì có những bạn có năng lực thực sự và có những cái điều kiện thì các bạn là có thể khởi tạo doanh nghiệp. Và chúng ta cứ tưởng tượng giống như là đường quốc lộ 1A với đường cao tốc, thì khi mà chúng ta khởi nghiệp tạo doanh nghiệp là chúng ta đi cái đường cao tốc, và khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta đi đường quốc lộ bình thường. Và trên cái con đường khởi nghiệp thì có lúc chúng ta sẽ thất bại, thì chúng ta sẽ rẽ nhánh sang đi làm để chúng ta hồi phục lại năng lượng và hồi phục lại cái nguồn lực. Khởi nghiệp đã và đang tạo thành làn sóng mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Không ai khẳng định mình có thể thành công ngay từ lần đầu khởi nghiệp, và con số khởi nghiệp thất bại cũng không ít. Tuy nhiên, việc nỗ lực xây dựng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp một cách bài bản đã và đang tạo động lực quan trọng để tận dụng được tối đa trí tuệ của những người trẻ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng như góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.